Vâng, em đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang ạ. Xin kính chào các bác, các cô, chú, anh chị. Hôm nay là buổi chiều ngày 18 tháng 10 năm 2024. Xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang ạ xin được giới thiệu tới các bác, các cô, chú, anh chị trên mọi miền Tổ quốc một bộ bàn ghế đinh hương, chất liệu là bằng gỗ đinh hương các bác nhé. Tay cột là 14 ạ, đục dáng đào tiên, tay quấn chân móc. Và bộ sản phẩm này là gồm 6 món ạ, bàn hộp, ngăn kéo các bác nhé. Vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc, mới chỉ là phun lót qua một lớp lót để chống nước dăm thôi ạ. Sau đây em sẽ xin đi chi tiết vào bộ sản phẩm này. Một bộ ghế đinh hương, tay cột 14, đục dáng đào tiên, tay quấn chân móc, cực kỳ vân chu luôn các bác nhé. Vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc đây. Em sẽ đi sát sườn một chút để các bác, các cô, chú, anh chị cùng tham khảo, cùng chiêm ngưỡng. Và ghế đinh hương thì bên em có giá dao động từ 38 triệu cho đến 48 triệu. Tùy theo độ đồng đều vân chun của từng bộ nên giá cả dao động của nó sẽ khác nhau các bác nhé. Hiện tại thì bên cơ sở nhà em có rất nhiều các mẫu ghế đinh hương, có kích thước từ tay cột 12, cột 14, cột 16 ạ. Ngoài những ghế đinh hương thì bên em có các bộ rổi chun, có cũng đầy đủ các kích thước từ phân khúc tay cột 12, cột 14, cột 16 và những bộ tay cột 18 nữa các bác nhé. Rổi chun thì bên em đang có giá dao động từ tay cột 14 ạ, giá dao động từ 38 triệu cho đến hàng 48 triệu tùy theo độ đồng đều của từng bộ các bác nhé. Và những bộ nghê bảo đỉnh, chất liệu là bằng gỗ rổi chun, tay cột 16 ạ, bên em cũng giá dao động từ 95 củ tùy theo độ đồng đều nên là giá của nó sẽ khác nhau các bác ạ. Những bộ Minh Quốc đào thì bên em cũng giá dao động từ 58 triệu cho đến hàng 68 triệu các bác nhé. Tùy theo vân chun và độ đồng đều của từng bộ nên là giá cả dao động sẽ chênh lệch nhau. Ngoài bàn ghế, tủ kệ, tivi, lục bình, bàn ăn, giường tủ nữa ạ. Rất nhiều các sản phẩm đẹp phù hợp với lại không gian phòng khách của gia đình nhà mình. Kính mời các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến trực tiếp xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang, có địa chỉ tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, cách cầu vượt 200m hướng vào suối khoáng Mỹ Lâm. Cơ sở 3 thì có địa chỉ tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, đối diện với trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh đấy ạ. Đây, các mẫu nghề bảo đỉnh, các bộ Minh Quốc đào và các bộ Minh Quốc voi các bác nhé. Nghề hoàng tử, nghề hoàng đế. Đây, các bộ Minh Quốc đào đây, vẫn hoàn toàn để nguyên những phần mộc các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Và những bộ sofa liền tấm liền khối và những bộ hoàng gia liền khối nữa ạ. Đây, tủ vách, tủ tường, không gian trưng bày của bên xưởng đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang rất đa dạng và phong phú các bác nhé. Các bác ở xa thì có thể liên hệ qua các số điện thoại của nhà em là 0988 ạ, 986 và 601 và các số điện thoại là 0916 912 888. Bên cơ sở đồ gỗ Công Nhung Tuyên Quang sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác mua những bộ sản phẩm phù hợp với lại không gian phòng khách của gia đình nhà mình, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình nhà mình ạ. Em xin cảm ơn các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cho cơ sở đồ gỗ nhà em. Em xin dừng đoạn video giới thiệu sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ nhà em tại đây ạ. Hẹn các bác ở những video tiếp theo ạ.